Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại con V77, trở lại bộ môn yêu thích, đó là bộ môn tài xỉu dòng xanh. Ở vùng cái này 14 củ này, mình cứ cơm gạo kiếm vài củ nghỉ nhá. Đường cầu đang xu hướng cầu bệt tài, tay chiến luôn 4 củ lẻ nên 5 củ lên rực rỡ đúng không anh em. Khởi động thì cứ đánh thoải mái tự tin lên. Đấy, lăn tăn làm gì, càng run càng dễ, là càng dễ đi anh em ạ, càng run càng dễ đi. Chơi thì cứ thoải mái lên. Những trường hợp ra đảo toàn những trường hợp tâm lý mà. Tâm lý thì sẽ ra đảo thôi. Đấy là điều đương nhiên rồi. Em cùng mở bát nào. Đấy, ok chưa? Lụm ngay thì có gì khó khăn đâu. Lụm này có gì khó khăn đâu anh em. Ngay. Làm một tay tài nữa này. Một củ bảy ok, để xem là tay tiếp theo rực rỡ hay không. Anh em là cùng đam mê môn tài xỉu dòng xanh bên con game khác, anh có thể thử tham khảo V77 anh em nhé. Đường link mình để dưới phần bình luận video. Anh em đăng ký liên kết số điện thoại, số tài khoản, có ngay cốt trải nghiệm mình nhập thế chơi không nghĩ bỏ qua. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở ba tay này nhé. Hai một rồi, ngon luôn ngon luôn ngon luôn ngon luôn ngon luôn ngon lành cành đào rực rỡ. Tiếp tục này, là một tay nữa này, một củ ba này. Một củ ba sáu hai nhá. Tất cả anh em là cùng đam mê cùng yêu thích bộ môn này, anh em có thể thử tham khảo nhá. Nói chung là bộ môn này thì không dành cho những em là không có kinh nghiệm, có kinh nghiệm thì hãy chơi, không có kinh nghiệm thì anh em bỏ qua giúp mình nhé. Không có kinh nghiệm thì cũng ra đảo thôi. Ok con dê, anh em cùng nhau mở ba tay tiếp theo nào, cùng nhau mở ba tay này xem nó rực rỡ hay không. Mày nhờn với thầy mày, nhờn với thầy mày sao được, nhớ ăn với thầy mày. Ok, chúng ta sẽ cùng chiến tiếp một tay 5 lít này, chiến tiếp một tay 5 lít. Và theo xuống cậu bệt, những bệt gì đánh đấy anh em ơi, bệt gì đánh đấy luôn. Riêng bộ môn này anh em cứ bệt gì đến đấy, đừng có đi, đừng bẻ cầu nhé. Bẻ cầu là rất dễ ra đảo. Ok, chúng ta cùng nhau mở bát nào. Đấy, tay này vào nhẹ, mình biết tay này nó chạy dài là mình vào rất nhẹ, không biết tay này chạy dài vào rất nhẹ, không có gì vào căng cả. Làm một tay tài nữa, 6 lốp đi, 6 lốp theo cái xu hướng cầu hồi, 6 lốp theo xu hướng cầu hồi anh em nhé. Cầu hồi là tức là khi là đang bệt gãy cầu trả về cầu hồi. Đấy là cái cách chơi cầu hồi. Ok, em cùng mở bát tay tiếp theo nào. 3 2 1.
Rồi, ta này không thành công anh em ơi, không thành công, không thành công, chạy xuống bệt dính. Ta này mình sẽ bỏ qua một tay anh em nhé. Ta này không chắc, đang có dấu hiệu bệt dính nhưng mà không chắc, không chắc thì mình bỏ qua, đúng không? Không chắc thì phải bỏ qua, chứ không chắc thì cũng đừng có chơi, chắc là chơi chết. Không chắc mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi thì chết ngay. Không chắc thì cố đấm, đừng cố đấm ăn xôi. Để xem là nếu tay này mình vào thì mình sẽ đi một tay xỉu xem có ok không nhá. Nếu vào vào xỉu. Ui. Đấy, nếu vào là gãy ngay. Nếu vào là gãy ngay em ạ. Tay này mình sẽ chiến thêm một tay nữa nhá. Theo xu hướng cầu 22 này và một tay nốt nữa, tay tài đều thua nghỉ. Vốn mình 14 lên 21 là dương được dương được 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 7 củ rồi. Dương 7 củ rồi. Thế nốt tay này đi. Không ham không cố. Càng cố càng chết anh em ạ. Càng cố càng chết. Không ham không cố. Nốt tay này được thua nghỉ. Được thua té. Ok. Em cùng chờ đón kết quả nào. Rồi, như vậy tay cuối cùng không thành công nhưng không sao, ca này vẫn cứ là ok anh em nhé. Cơm gạo là ok rồi. Tất cả anh em xem cảm thấy hay nhớ đừng tiếp mình một like và đăng ký kênh chia sẻ anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.